Khi mà anh em xem những cái video công chiếu, anh em có thể tương tác với mình và những anh em đang xem video công chiếu bằng cách anh em nhấn vào cái tiêu đề và chọn cái trò chuyện trực tiếp để chúng ta cùng giao lưu nha. Và anh em ơi, khi mà mình xem video, nếu mà cảm thấy hay thì anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh LNB. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video hôm nay mình sẽ ghé sang server S505 để cùng giao lưu với hai anh già, đó chính là CK Trang Cưng và Khùng của em. Thì như anh em có thể nhìn thấy, vừa mới bắt đầu sang cái màn hình chọn mô phái thì mình đã có một chút xíu lắc và thấy được cái khu hiện tại của mình đang có một team. Đó, như vậy là đây là một cái khá là có lợi khi mà anh em biết được ở cái khu của mình vừa mới mở ra sẽ có team hay không, giúp cho anh em có thể lựa chọn môn phái để đối đầu với team đó, hoặc là chúng ta sẽ có tâm lý vững hơn, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn đối với những cái mà chúng ta biết trước là có địch ở trong khu mình. Rồi ok, team hiện tại của mình đang là team cái bang, võ đan và tàn kiếm. Mình đang chọn môn phái tàn kiếm và mình sẽ để full void luôn cho anh em xem cái cách mà con team của team mình khi mà đi tầm mạo cảnh này nha anh em ơi. Rồi Thiếu Lâm, Trường Ca với con nào nữa? Chưa lên Trường Ca vỏ đang. Cẩn thận coi chừng Trường Ca nó đặt cái vòng đó nha. Xong rồi. Còn thằng Trường Ca này em ơi. Rồi ok. Trời anh cái vàng tốn máu dữ rồi. Xài hết combo lồng lại bay, bay mất cây máu rồi. Hò máu đi anh. Máu đi anh em ơi. Tàn kiếm em lâu lắm không có đọc bí kíp nên anh không biết chơi sao. Đánh cái tâm ma lên đỉnh chỉ được mấy hôm, cầm con tiêu dao lên không? Thế ba cũng được mà, hồi rồng đi úp chúng nó luôn đi. Rồi ok, cứ farm đó đi anh, để em khăm dò coi tụi nó có nhận được có hồi máu kìa. Kìa tụi nó qua kìa, tụi nó qua. Cẩn thận, có Thiếu Lâm với con công lôn đầu qua luôn. Trời ơi bị khống chế ghê quá. Cẩn thận nha anh, cẩn thận nha. Tụi nó yếu máu rồi. Rồi một thằng chết. Cẩn thận. Rồi hai thằng chết. Từ từ lại. Thiếu Lâm em ơi, quan luôn này. Ok, cẩn thận. Hết kill rồi. Hay quá. Trời cái chiêu 7x của con tàn kiếm sướng ghê luôn trời. Đứng giữa cái bẹt cái là nguyên đám mất máu hết trơn. Ngon mà. Quá ngon. Đùa không kịp ăn cái máu. Nó quất em đứng cứng ngắc luôn chứ, nên là đặt cái vòng trước á. Hồi ngáo với tụi nó rồi. Mày được 2 khu rồi đấy. Giờ gán hồi máu xíu đi rồi mình đi thăm dò. Đi xung quanh luôn. Có biến báo liền nha anh em, để em mở gương cái kiểu. Máu đi anh em ơi. Đầy máu ơi, mày đứng mày coi đi ngươi này. Rồi lên trên không? Lên trên hốc không? Có biến chạy về liền nha. Chạy băng. Có người. Có tàn kiếm á, đó tàn kiếm.
Ok, full bí kíp, ngon. Hay quá, còn có 10 đội. Không có hệ kim thì canh đào hoa giết nha anh. Giờ đang cứ canh hệ thủy giết giúp em nha. Ok, đào hoa. Không có tiêu dao hay đấy. Dạ, không có tiêu dao cũng đỡ. Mình tập trong 4 đi. Con thằng tàng kiếm ở 4 á. Đó, tập trung 5 nè, tập trung 5 đi. 5 có 5 con quái nè. Rồi, bên phải của mình di chuyển được nha. Có biến là chạy vào phải nha. Ở dưới là bích lại nha. Ok, bên phải là có đường á. Mình vô khu trong không anh em? Vô khu trong thì mình coi có con nào lẫm ở trong không? Đi đi. Sợ có mấy thằng treo á trong này. Dưới di chuyển được nè. Dưới phải di chuyển được. Rồi ok, dưới đây trống rồi nè. Cẩn thận nha, giờ lại 5 anh ơi. Có team bị chết nữa kìa. Mình có 3 khu rồi, mình cứ mở hay là đi đánh đây. Ok, mình cứ tàn tàn thôi. Giờ mình giả bộ mình nghía xung quanh thôi. Nếu mà thằng nào yếu thì mình quá hốt. Còn không thì mình cứ thủ ở đây. Còn 8 team. Sao không có cái bác là chiêu gì ta? Chiêu sao không cái bác là chiêu gì? Hả? Sao anh? Thằng Long hữu hối đây. Lên tranh hốc không? Lên thương nhân nè. Có biến chạy về. Ê, có team. Ý thiên nha, cẩn thận nha. Em đang giữ công lôn lại. Anh em cứ đập bên kia đây, em đang giữ công lôn lại. Công lôn còn nửa cây. Hốc công lôn, hốc công lôn. Nó còn nửa cây. Hay quá, hay quá. Còn thiên nhẫn á, còn thiên nhẫn. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi rồi, cẩn thận, cẩn thận. Hồi máu lại, hồi máu lại. Từ từ. Có thể tụi nó kéo team qua nha, cẩn thận nha. Bên một còn thằng Thiên Dương còn xíu máu. Anh em cẩn thận nha. Hồi máu, hồi máu. Hồi máu đi anh em ơi. Qua một không? Có biến là chạy liền nha. Gặp thằng ít ít thằng thì mình cứ hốt luôn. Còn có biến chạy về. Xuống này luôn anh em ơi. Mở mở riêng đó. Khoan khoan đừng tách lẻ anh ơi. Giờ lại một anh ơi. Cẩn thận cẩn thận. Đừng đi lẻ, đừng đi lẻ. Khúc này đi lẻ ổn lắm. Tụi thiên nhẫn nó tàn hình nó móc lên được á. Ok, ảo tượng phía dưới mình kìa. Ảo tượng khu dưới cũ mình nè. Di chuyển xuống ảo tượng. Có team giao tranh luôn nha. Mở đi anh. Rồi, 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 rồi. Canh, canh cửa đó nha, canh cửa đó nha. Có thể team qua đó. Từ nha, từ từ nha. Ăn xong mình di chuyển lên 2 luôn, lên 3 luôn.
ba hình như có thêm team nhỏ. Qua đây nè anh ơi, anh Nguyên ơi, đừng có di chuyển qua bển. Lên trên, lên trên nè, lên trên nè. Lên ba luôn nha, lên ba luôn nha. Hình như ba nó có team nó không mở á. Đó. Kè con Thiên Dương kìa. Nó bất tử rồi, từ từ bất tử rồi. Né ngay, chơi chiêu uổng lắm. Được rồi, con nó chạy đi. Ai hết máu, họ máu lại nha. Giữ máu lại nha, còn những cái team kia mạnh á. Dạ anh Nguyên ơi, cẩn thận nha. Cả ba cẩn thận. Có chừng 2-3 thằng á. Rồi mình ăn ảo tượng rồi luôn. Thì mấy anh kia nó biết mình mở là mấy anh kia không dám chạy đâu. Mình cứ ăn từ từ đi. Đúng lắm, hồi đầy máu đi. Rồi ok. Rồi mở gương. Ngon rồi, ăn hết 3 ảo tượng là quá ngon rồi. Thôi là về bên kia mình mở gương luôn nhỉ. Ok anh. Ăn xong rồi bên kia mở gương luôn. Nhưng mà đợi ba người rồi di chuyển lắm nha. Qua phải luôn. Qua đi, Tùng Lâm. Nó bị kẹt ở chỗ rồi đó. Rồi ok, thôi, mở rừng. Ném mấy cục chùm nha. Ê, cẩn thận. Giờ nó sang kìa. Nó phá mình thôi. Cẩn thận nha. Còn có mấy vào chục giây à, khoan từ từ anh ơi. Rút về anh Tùng Lâm ơi. Tùng Lâm về đi. Xuống thương nhân mua đồ luôn không? Ok, xuống thương nhân luôn. Vào xuống luôn. Cẩn thận có người nha. Con cùng lò một mình. Con đã qua. Rồi trận này nắm chắc 90% win á. Giờ mình hơi bị trâu rồi đó. Hết đồ rồi. Đồ mua. Có cục máu đây nè anh Tùng Lâm ơi. Cục máu ở đây nè. Máu ở khu số 8. Rồi nó mất luôn rồi. Giờ hình như còn mấy team lẻ thôi. Mình về khu nào đây ta? Ở khu nào cũng được á. Giờ tụi nó ít hết rồi. Để em coi cái thằng đào hoa nó còn xíu máu á, coi mấy thằng xíu máu á, mình qua mình giết nó luôn. Có một thằng Thiên Dương đào hoa với lại con Ngami ở một, mình giờ tập trung 6 đi, rồi hồi mình chạy lên mình hốt nó luôn. Có thằng điện mà sợ cái là cái bang cẩn thận nha, nó cầm cái con Ngami nó hồi máu lại đó. Anh Nguyên canh Ngami giết nha anh, còn em với lại anh Tùng Lâm canh còn đậu đập luôn. Ok. Có cái tỷ lệ bộ kích nè anh ơi. Tỷ lệ bộ kích. Rồi di chuyển lên trên lùng hấu luôn. Anh kiếm lấy được mà. Ok nó kè. Nó đang bị găng đó nha. Cẩn thận, nó đang quýnh lộn á. Lên luôn, hấu luôn. Cẩn thận nha. Né cái dòng đó ra, Đào qua kìa. Rồi con Ngami. Ơi. Cẩn thận đào qua nha. Cái yếu máu rút về nha. Hai người rút về rồi đó. Bị lag rồi. Vỏ đang cẩn thận. Thằng Tiên Vương gần chết. Đào qua chết nha. Đào qua chết chưa? Chết thôi được. Đào qua chết rồi. Ok, bây giờ mình hồi máu đây. Bây giờ có cái hàng thiên nhẫn hay gì đó mình cẩn thận. Di chuyển sang một lại. Ui trời ơi, nó đánh em xem chết luôn nè. Kinh thiệt. Hồi đi, hồi máu đi. Đánh canh cho.
cẩn thận nha, co biến là dòng liền. Lên lên trên hồi máu đi, lên trên hồi đầy máu rồi tính tiếp. Còn 4 rồi. 4 thì mình qua phải chơi không? Qua phải chơi có biến chạy về. Qua luôn. Qua luôn. Lên thương nhân trên nè, thương nhân trên mình mua đồ luôn. Lên luôn anh ơi. Rồi tôi nói cho anh thương nhân dưới hay là gì này. Lên được 4 cái bí kíp rồi. Ngon, nghe ngon này. Xuống dưới này. Đi xuống quét chúng nó đi. Ok. Hồi chiêu lại nha, để hồi chiêu nha, rồi mình quét nha. Ok, xuống luôn. Mở rừng. Canh ảo tượng nè, chuẩn bị có ảo tượng nè. Rồi qua trái luôn. Đi. Go. Đó, ảo tượng kìa. Ảo tượng. Mở đi để anh canh. Số 4 của mình có một cái ảo tượng nữa kìa. Số 8 có người kìa, qua hốt nó không? Qua luôn. Lên, vậy lên 1 đi, lên 1. Lên 1 rồi qua 8 hốt nó luôn. Khoan, đợi tim. Khoan. Một tim đấy. Đúng rồi, một tim. Bây giờ cẩn thận. Cẩn thận nha. Đường môn. Em đang đánh đường môn. Chạy, rồi đồng bông lên dĩa rồi, đồng bông lên dĩa rồi. Rồi hai thằng chết rồi. Em về hồi máu phát đây. Ok. Đang ở đây rồi. Tiếp chết đường bông nó bắn đâu. Đường bông bắn ghê quá, hên là qua ngăn nó trước không hồi mới mệt. Hộp nó luôn. Rồi cút về. Còn số 4 kìa, số 4 có thằng đó. Có tin nhận đấy. Qua 4 không? Để tí mà máu qua. Đời con bố đồng cái đó. Rồi để thằng kia nó hồi dòng đi. Tại giờ mà nếu mà mình không đi. Mình không có đập cho nó là một hồi. Được, nếu mà còn kiên nhẫn hay mệt á. Qua 4 nè. Xuống mở dương của mình. Đó kìa, công lôn kìa. Rồi từ từ lại. Rồi bây giờ muốn giết nó luôn hay là muốn ăn cái hồi sinh? Tại vì giờ tụi nó còn lẻ không mà. Thôi ăn hồi sinh hay hơn em ơi. Ok anh, rồi qua ăn hồi sinh. Cẩn thận nha, khúc cuối là tụi nó ưa qua ăn ké lắm á, cẩn thận để chiều lại. Má này giờ có việc. Nãy giờ theo sao hả anh? Không, vừa mới theo xong một tí đấy rồi. Con thằng nó mới ăn, vậy là còn một team nữa, một team nó ăn cái con tên anh này kìa. Cẩn thận nha, coi chừng nó úp lại đó. Đã có thằng lên bạch kim rồi. Còn khoảng 20% có nhiều chiêu chơi hết nha anh em. Chờ lại những cái chiêu mà mình trốn thoát nha. Rồi có nhiều chiêu chơi hết đi, Chờ lại những chiêu trốn thoát nha. Thằng Nguyên thì trở lại cái kia. Rồi tiền lúc nào ra cũng được. Nó qua kìa. Cẩn thận. Được, luôn có cái bức tử, có cái bức tử này. Anh không có bức tử nữa nha. Đưa nó luôn. Dĩ nó không? Đuổi giết luôn. Luôn. Nó dưới đây nè. 10 giây nữa nha, cẩn thận 10 giây nữa. Cẩn thận nha, có ai có hồi sinh không? Hồi máu. Nó còn siêu máu à. Rồi ok. Hồi sinh có hết không anh em? Em được cái hồi sinh với bức tử luôn, sướng quá. Anh không có.
anh không có hồi sinh đâu nhá. Nguyên có. Ai có hồi sinh thì họ báo. Có, anh có cái hồi sinh. Okay. Hai người có một thằng vỏ thánh nhá. Dạ rồi, thằng ok. Thằng nào còn xíu máu thì hốt đó luôn. Này anh thấy một thằng gì đấy ít máu vỏ thánh. Con thằng Thiên Dương. Rồi một thằng Công Lôn hồi nãy. Công Lôn nãy còn xíu máu à. Đây. Anh em một thằng Côn Lôn vỏ thánh. Ok. Vậy là hai anh cứ canh thằng Thiên Dương đi để em dí theo thằng Công Lôn cho. Tại vì ai có hồi sinh thì cứ càng theo Công Lôn nó đam mạnh hơn. 3 tiêm. Vậy là hai tiêm kia là mỗi thằng đi lễ hết không à. Mình có nên đứng một góc để tiếng tôi có clip với em ơi. Giờ mình muốn mình chơi nhây không? Mình đứng một góc đi nhờ. Chơi nhây không anh? Thôi nhây chơi ổn đi lấy cái clip cho vui. Giết thằng Côn Lôn còn lại thằng Thiên Vương chơi nhây. Tách ra nha, Công Lôn nó giật xác là nguyên đám chết á. Để em tăng cho, em có cái hồi sinh. Em câu chiêu nó cho, em có cái hồi sinh. Bây giờ chơi với thằng Côn Lôn chết, xong là còn thằng Thiên Vương chơi nhây với nó. À rồi ok. Chơi không? Rồi, là okay. Thế là clip vui, có luôn clip hay luôn. Ok, cẩn thận nha, Công Lôn nó giật xét á. Bỏ thánh đấy. Vô. Rồi, chết rồi, Công Lôn chết rồi, còn Thiên Dương á. Đừng đi, chơi tí. Chơi tí, đâu rồi? Không nói rồi. Nó núp rồi. Đây. Ngay. Nó đứng im luôn rồi kìa, nó đâu có làm gì đâu. Nó có tựa. Ngay. Mình đánh thường nó thôi. Rồi, hay quá. Đẹp chưa? Lên đỉnh chưa? Ok. Đẹp chưa? Hay quá, bạch kim rồi. Cảm ơn anh em nhá. Có clip luôn, đẹp. Đi nó phải thế chứ đúng không? Rồi, ok, cuối cùng cũng đã lên đỉnh được Tam Ma ảo cảnh bên server S505 với cái team mà tàn kiếm võ đan với lại cái bang này. Đây là một cái team rất là mạnh luôn, với cái sự dồn đam khủng khiếp, khống chế rất là kinh khủng, hồi máu cũng tốt luôn anh em ơi, võ đan hồi máu rất là tốt. Rồi cuối cùng mình cũng đã lên đỉnh được cái tâm ma kỳ này. Và video của mình đã kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.